Quả thực xe giờ rẻ quá anh em ạ. Quá rẻ. Một chiếc BMW X1 form mới đời 2015, đăng ký lần đầu năm 2016, xe tư nhân một chủ từ đầu sử dụng anh em nhé. Mua mới rất nhiều tỷ đồng mà bây giờ bác chủ xe lỗ quá nhiều tiền luôn. Bây giờ giá nó chỉ còn vài trăm. Thưa quý vị các bạn, đây là một mẫu xe BMW X1 form mới đời 2015. Một mẫu xe mơ ước của rất là nhiều anh em mà những dân chơi tay lái yêu thích những cái cảm giác lái của BMW. BMW X1, BMW X3 và BMW X5 và BMW X6 và BMW X7. BMW X1 là cái mẫu xe có thể nói là mẫu xe nhỏ, gần như nhỏ nhất trong phân khúc của BMW, thuộc dòng xe gầm cao 5 chỗ. Nhưng nhỏ nhưng mà lại có võ anh em ạ. Với động cơ 2.0 turbo của BMW X1 thì nó khá tiết kiệm nhiên liệu và đồng thời nó vẫn có cảm giác mạnh mẽ. Nếu như anh em nào mà chúng ta đã từng đi BMW X1 rồi, chúng ta sẽ hiểu được cái cảm giác một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, máy chỉ 2.0 thôi nhưng có turbo, đạp ga luôn có cảm giác lưng dính ghế. Và các bác nhìn này, chi tiết đèn đóm gần như là trong như pha lê luôn. Đấy, và la răng đúc nguyên bản theo nhà sản xuất, nốp náp dày cả dàn, màu lâu cà phê nhé. Chỉ có vài trăm triệu thôi. Và con này các bác biết mua mới nó là rất là nhiều tiền rồi. Nó rất là nhiều tiền anh em ạ. Vài tỷ chứ không thể nói 1-2 tỷ mà mua được con này năm 2015 nhé. Đó. Có gương tích hợp trên xi nhan, toàn bộ đều sử dụng hệ thống đèn LED. Và nội thất con này nó là nguyên zin nguyên bản anh em ạ. Nội thất màu kem. Trang bị option thì gần như là không thiếu thứ gì. Túi khí lùng quanh xe, được chưa? Điều hòa auto, phanh tay điện tử. Đấy. Ghế điện, nhớ ghế, gương kính chỉnh điện, cốp mở điện tự động lên và tự động xuống. Này các bác nhìn đẹp chưa? Sơn zin con này thì nói thật với anh em nó chỉ còn tầm khoảng 40% thôi. Bởi vì từ năm 2015 đến giờ, đến bây giờ nó gần chục năm rồi thì không thể nào mà giữ được cái sơn zin bên ngoài anh em ạ. Mặc dù chủ xe có đi giữ gì như thế nào thì cũng không thể giữ được cái phần sơn zin. Nó chỉ còn được 40% thôi. Cam kết cho anh em không tai nạn đâm va, không đâm đụng, không ngập nước, đó là điều quá tuyệt vời rồi. Và đặc biệt máy số nguyên zin. Đó. Toàn bộ hệ thống đèn hậu cũng như đèn pha là đều là giải đèn LED hết rồi. Đều là giải đèn LED hết. Và cái form dáng của nó thực sự là nó cũng lánh láng những cái thế hệ đàn anh của X3, X5. Nó cũng có một cái nét đẹp thiết kế. BMW X thì nó luôn có cái thiết kế đẹp mà tương đồng giống nhau. Rất là nhiều những chi tiết là tương đồng giống nhau. Đó, dòng này thì các bạn nhìn thấy nó chỉ có cốp thôi. Lốp của nó là lốp chống xịt. Được chưa ạ? Lốp chống xịt, cốp mở điện, tự động lên và tự động xuống. Đó. Giá của chiếc xe này bên em đang bán ở mức giá vô cùng hợp lý. Thực ra giá nó cũng chỉ ngang với những cái dòng xe phổ thông thôi. Những cái dòng xe ví dụ Hyundai Tucson hay là những cái dòng xe của Kia Sorento, cái thế hệ đời 18, 19, 20 thôi. Đấy, nhưng mà BMW X1 thì nó vẫn là một cái chiếc xe toát lên cái vẻ đẹp sang trọng. Và gần như nó thích hợp cho anh em nào mà yêu cái cảm giác lái, thích tự mình lái xe và thích cái cảm giác lái sướng thì BMW nó mới có cái cảm nhận được rõ ràng với cái độ lái sướng. Nó không bị ồn, nó chắc chắn và nó vô cùng nịnh người lái, đạp ga phát nâng dính ghế luôn. Và cái vô lăng của xe cảm giác lái nó rất là thật. Nó khác hoàn toàn với những cái dòng xe của Nhật hay của Hàn anh em nhé. Kể cả trong phân khúc cùng tầm tiền, nói thật với anh em là như vậy. Hay bác nào đang ở nanh quanh khu vực tất cả các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng em để xem xe và chạy thực tế chiếc xe này. Còn anh em nếu ở xa, ở miền Trung hay miền Nam thì bên em có thể vận chuyển cho các bác đến tận nhà. Đấy, đều cam kết bằng văn bản, không tai nạn đâm va, không ngập nước, máy số zin chưa bổ. Đó. Và xe không lỗi làm gì cả. Các bác mua về là chỉ việc đổ xăng và đi thôi, không cần phải làm gì nhé. Đó, các bác có thể kiểm tra bất cứ gara hay kiểm tra bất cứ đâu mà các bác thích. Đó, nếu sai thì bên em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn đâu nếu đúng, các bác thanh toán đủ tiền giúp em nếu như các bác ở xa. Được chưa ạ? Đấy, tổng thành với form dáng của BMW X1 đây, các bác nhìn. Nó cũng không nhỏ đâu anh em ạ. Nói là nhỏ nhất trong phân khúc của BMW X thôi. Nhưng mà nó còn rộng hơn rất là nhiều những phân khúc xe của Hàn hay của Nhật đấy anh em ạ. Đấy.
Xe thì có trang bị đầy đủ những tính năng hiện đại như là chìa khóa thông minh, đề start top, rồi là màn hình nguyên bản theo xe, cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết luôn. Đó, dòng này thì nó chỉ thiếu mỗi cái là nó không có cửa sổ trời toàn cảnh. Đó, điều hòa là điều hòa auto. Số tự động con này là số tự động 8 cấp và có chế độ thể thao anh em ạ. Máy 2.0 mà đi kèm hộp số tự động 8 cấp thì các bác biết nó rất tiết kiệm nhiên liệu. Nếu như chạy đường hỗn hợp thì nó loanh quanh tầm khoảng từ 7 cho đến 9 lít trên 100 km thôi. Còn chạy đường trường, đấy, chạy đường trường thì em nghĩ nó chỉ tầm khoảng 7-8 lít là ổn định. Đấy, hỗn hợp thì tầm khoảng 10 lít quay đầu thôi là thoải mái. Đấy, nhưng mà lái thì nó rất là sướng. Nói thật với anh em mà, đi BMW X1 thì lái cực sướng luôn. Đấy, động cơ máy mới, hệ mới, máy mới. Máy nó khác hoàn toàn với BMW X1 đời 2011-12, hệ máy cũ, con này máy mới hoàn toàn rồi. Cái xe bên em về cũng đã rửa dọn spa sạch sẽ, dưỡng phần khoang động cơ và dưỡng nội thất. Nói chung là các bác yên tâm là một chiếc xe mà khi mà đã qua tay bên em mà đã xử lý spa sạch sẽ rồi thì các bác nhìn nó rất là đẹp thôi. Đấy, nhìn nó rất là đẹp thôi, nó đẹp từng những cái chi tiết nhỏ. Và không những là đẹp về thẩm mỹ mà cái chất lượng thì khi mà bên em mua vào những cái dòng xe cổ tiền mà đã to mấy trăm triệu này thì bên em cũng phải cân nhắc rất là kỹ, đúng không ạ? Giá bên em đang chào bán ở cái mức giá tham khảo nhé, anh em nghe nhé, mức giá tham khảo là 580 triệu đồng, anh em có thể tham khảo trên toàn quốc. 580 triệu, giá này là bên em đọc cái giá để cho các bác tham khảo thôi, còn đâu giá chốt thực tế sẽ là một cái giá khác. Bác nào thiện chí muốn có một cái giá thực tế, giá cụ thể, giá tốt nhất, giá không bớt được nữa, các bác nhấc máy lên và bấm số điện thoại là 0852 555 555, gặp em Minh nhé. Và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết và giấy tờ xe cho các bác cùng xem. Và bây giờ thì rất cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi kênh Siêu Xe Cỏ Hải Dương trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cửa hàng bên em. Anh em mới xem được video có thể ấn nút đăng ký theo dõi kênh nhá. Chào tất cả các bác.